Tìm hiểu chi tiết về voi đồng cỏ châu Phi, đặc điểm, tập tính, sinh sản và 10 thông tin đặc biệt khiến bạn quan tâm. Voi đồng cỏ châu Phi hoặc còn gọi là voi bụi rậm châu Phi, voi Savan Losodonta africana là một trong hai loài trong chi voi châu Phi Losodonta cùng với voi rừng châu Phi Losodonta psychotis. Đây là loài lớn nhất còn sống của bộ có vòi Proboscidea và là loài động vật lớn nhất trên mặt đất trên cạn ngày nay. Một dạng đặc thù của loài này là những con voi sa mạc sống trong các vùng sa mạc khô cằn. Đặc điểm Những con voi được to lớn có thể có khối lượng cơ thể lên tới 7,5 tấn và cao trên 4 mét. Những con voi cái nhỏ nhất thì chỉ cao 2,7 mét và nặng 3 tấn. Nhìn chung với tầm vóc khổng lồ của mình, trên thảo nguyên châu Phi hầu như voi rừng không bị động vật nào gây hấn. Kể cả những mãnh thú săn mồi, tuy nhiên voi rừng cũng có thể bị đàn sư tử giết chết nếu đi lạc vào lãnh địa của sư tử hai. Voi đồng cỏ châu Phi có tai to nhất trong các loài voi. Voi của chúng có hai ngón tay chứ không phải một như ở voi châu Á Elephas Maximus. Ngà voi đồng cỏ châu Phi dài tới 3 mét và nặng khoảng 1.520 kg. Cả voi đực và voi cái đều có ngà. Chúng có bốn cái răng hàm lớn, mỗi hàm có hai cái, mỗi cái có đường kính 10cm và dài 30cm. Voi có một trí tuệ xếp vào hàng đứng đầu trong số các loài vật. Chúng có khả năng ghi nhớ rất tốt. Voi đầu đàn thường dùng khả năng này để dẫn đàn di chuyển tìm nguồn nước và thức ăn. Voi giao tiếp bằng việc phát ra hạ âm. Tập tính. Voi sống thành đàn tại những savan và đồng cỏ. Mỗi đàn gồm có một voi đầu đàn là con voi cái già nhất trong đàn, các con voi cái và con của chúng. Voi được non sẽ rời đàn khi 10 đến 15 tuổi, chúng gia nhập các nhóm voi đực hoặc sống độc lập. Voi đực sau khi rời đàn vẫn giữ liên lạc với đàn gốc của chúng. Tương xứng với kích thước của chúng, voi ăn mỗi ngày hết 225 kg cỏ, lá cây và uống hết 200 lít nước. Bốn răng hàm to lớn của chúng giúp việc nghiền nát thức ăn dễ dàng hơn. Dạ dày voi không có lông thúc đẩy chúng phát triển kích thước khổng lồ để chứa đựng một chiếc bao tử vĩ đại. Voi dùng chiếc vòi của mình để vơ cỏ đưa lên miệng để ăn hoặc hút nước rồi phun vào miệng khi uống. Với những cành cây ở cao, voi dùng vòi bẻ cành hoặc dùng ngà hút đổ cây. Voi cũng có thể ăn quả trên ngọn cây bằng cách đứng dưới gốc và để các loại khỉ trên cây ném quả xuống. Người ta còn phát hiện những con voi ở vùng hồ Cariba ăn cả thực vật thủy sinh. Vào mùa sinh sản, voi cái phát đi những tín hiệu đến voi đực. Ngay lập tức những con voi được tập trung gần đàn voi và bắt đầu đánh nhau. Con voi chiến thắng sẽ được voi cái cọ sát thân và thân voi đực. Đó là tín hiệu đồng ý giao phối. Sau đó mỗi con một ngả nhưng vẫn giữ liên lạc. Khi mang thai, voi cái rời đàn đẻ con và nuôi con một thời gian trước khi trở lại đàn. Trải qua quá trình mang thai tới 22 tháng dài nhất trong số động vật có vũ, voi cái sinh ra một chú voi con chỉ cao 1 mét và nặng 100 kg. Voi con bú sữa mẹ trong suốt 5 năm đầu đời và trưởng thành sau 10 đến 15 năm. Bản năng sinh tồn Voi là động vật hàng nhiệt vì vậy chúng sẽ tìm cách thoát nhiệt ra bên ngoài bằng cách tắm. Chúng sẽ hút nước và phun lên người để bảo vệ mình khỏi bụi. Ngoài ra tai voi là bộ phận giữ cho toàn bộ cơ thể được mát mẻ, đó là tập tính tự nhiên của các loài voi đặc biệt là voi châu Phi nơi có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Mũi voi của chúng có nhiệm vụ thở, ngửi mùi, thu nước và để lấy các vật. Cơ thể voi có tới hơn 100.000 loại cơ khác nhau giúp chúng có sức mạnh siêu khủng trong giới tự nhiên. Một đặc điểm dễ nhận thấy khác là với châu Phi là chúng có thể sử dụng ngón chân để lấy các vật nhỏ, trong khi với châu Á thì không thể. Đây ngà voi được dùng để đánh nhau tự vệ trong các trường hợp cần thiết, bình thường voi châu Phi sẽ dùng ngà để đào bới thức ăn, nước và cạo vỏ cây. Chế độ ăn uống. Voi ăn dễ, vỏ cây, cỏ và trái cây. Một con voi trưởng thành có thể tiêu thụ tới 300 kg thực phẩm mỗi ngày. Chúng là một trong những loài ngủ ít nhất, thường đi lang thang trong một khu vực lớn để tìm kiếm thức ăn đủ để duy trì cơ thể khổng lồ. Cách sống bầy đàn và môi trường sống Voi cái thường sống trong đàn cùng với các con voi con, trong khi đó voi được trưởng thành thường đi lang thang kiếm đồ ăn. Voi cũng là loài động vật đề cao tính trung thủy, trong thời gian voi cái mang thai gần 22 tháng. Voi được thường ở bên cạnh bảo vệ voi cái. Một cặp voi có thể sinh hai con voi con trong vòng 4 năm. Khi sinh voi con đã nặng 90kg và cao khoảng 1,4m. Nơi sống Voi châu Phi theo đúng cái tên của chúng, Thường sống ở khắp nơi của lục địa đen, nhất là khu vực gần Sahara, rừng mưa miền Trung và Tây Phi. Thông tin thú vị về voi có thể bạn chưa biết. Voi con sẽ bú mẹ trong vòng 2 năm đầu đời. Cấu trúc não của voi rất giống với con người. Một con voi trong đàn chết, những con voi khác sẽ tới bên cạnh và tỏ lòng tiếc thương. Tắm bùn thường xuyên giúp voi tránh được bệnh ngoài da và các loài bọ ve. Voi rừng châu Phi trên bờ vực tuyệt chủng. Bộ trưởng Môi trường các nước châu Phi cho biết loài voi rừng châu Phi đang bị đe dọa tuyệt chủng do sự gia tăng các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mất môi trường sống, săn bắn trái phép và xung đột giữa các cộng đồng dân cư. Nguy cơ tuyệt chủng đang gia tăng đối với loài voi châu Phi sống trong rừng và ở vùng thảo nguyên, theo Reuters dẫn thông tin do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế IUCN đã từng công bố. Theo số liệu của IUCN, số lượng voi thảo nguyên ở châu Phi đã giảm ít nhất 60% trong vòng 50 năm qua, trong khi số voi rừng được tìm thấy chủ yếu ở miền Trung Phi chỉ mất 31 năm để giảm 86%. Số lượng gộp của cả hai loài giờ đây chỉ còn khoảng 415.000 cá thể. Cũng trong báo cáo mới nhất, IUCN đã phân tích 134.425 loài và phát hiện hơn 1 phần 4 trong số này đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 26 tháng 1 do sáng kiến bảo vệ voi tổ chức, theo Bộ trưởng Môi trường Nigeria Sharon Ikearo, Việc áp dụng những biện pháp can thiệp mạnh mẽ để cứu tính mạng của những con voi rừng châu Phi còn sót lại là rất cần thiết vì chúng là một phần trong di sản động vật của lục địa này. Bà IKEA Jones rõ cần phải có những hành động quyết liệt để cứu loài voi trên vì chúng đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như mất môi trường sống, dịch bệnh, nạn săn bắn trái phép và sức ép liên quan đến sự gia tăng dân số của loài người. Cũng theo Bộ trưởng Môi trường Nigeria, việc mở rộng các khu bảo tồn, tăng cường giám sát sự tham gia của các cộng đồng và thực thi pháp luật là những yếu tố then chốt để đảm bảo sự sinh tồn của loài voi rừng châu Phi. Cũng về vấn đề này, Bộ trưởng Lâm nghiệp, Đại dương, Môi trường và Biến đổi khí hậu Gabon, Lee White cho rằng tình trạng môi trường sống xuống cấp cùng với nạn săn bắn trái phép. Các cuộc xung đột và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã làm gia tăng mối đe dọa đối với sự tồn tại của loài voi rừng châu Phi. Ông White kêu gọi thực hiện các biện pháp can thiệp bao gồm mở rộng độ che phủ của rừng. Cải thiện các thông lệ về sử dụng đất và khuyến khích các cộng đồng dân cư địa phương bảo vệ cũng như ngăn chặn sự suy giảm về số lượng của loài động vật này. Theo Bộ trưởng Lâm nghiệp và Động vật hoang -E dã -O, -E -O, o việc bảo vệ loài voi rừng châu Phi là yếu tố then chốt để duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái và thu nhập ngoại hối từ ngành du lịch. Hồi năm ngoái Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN có trụ sở tại Geneva thị sĩ tuyên bố voi rừng châu Phi có nguy cơ cao, bị tuyệt chủng do chúng bị săn bắn trái phép để lấy ngà và bị mất môi trường sống tự nhiên một cách nhanh chóng. Còn theo Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Châu Phi có trụ sở tại Nairobi, Kenya, hơn 60% dân số của loài động vật nói trên đã bị săn bắn bất hợp pháp trong thập kỷ qua. Để giúp giảm thiểu nạn săn bắt voi WWF đã hợp tác với chính phủ Tanzania trong một chương trình bảo vệ loài voi trong khu vực Shelu Game Reserve. Với sự giúp đỡ của thiết bị vòng cổ vệ tinh, chương trình đang theo dõi 60 chú voi để bảo vệ chúng tốt hơn khỏi những kẻ săn trộm. Các vòng cổ được trang bị công nghệ nhận thông tin từ vệ tinh. Các nhân viên kiểm lâm có thể truy cập thông tin đó trên điện thoại di động. Điều này giúp các kiểm lâm viên theo dõi từng chuyển động của voi để có thể can thiệp nếu chúng tiến vào khu vực có nhiều vụ săn trộm đã xảy ra hoặc vào khu định cư của con người. Đây là chương trình theo dõi động vật hoang dã lớn nhất từng được thực hiện ở Tanzania. Vào tháng 3 năm 2021, App đã có những hình ảnh về mức độ hiệu quả và hoạt động của chương trình khi đến khu bảo tồn Selu và vườn quốc gia Mikumi để tìm hiểu cụ thể về chiến dịch. App cho biết, theo chính phủ Tanzania, khu vực này đã bị tụt giảm giảm số lượng voi đến 60%, xuống còn 43.000 con từ năm 2009 đến năm 2014. Hầu hết các vụ săn trộm xảy ra tại khu vực Selu Mikumi. Chính xác, voi đồng cỏ châu Phi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới. Voi có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa nhiều quốc gia Thái Lan, Lào, Myanmar. Biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực, voi cũng trở thành hình tượng phổ biến trong một số tôn giáo. Họ voi hiện có ba loài còn tồn tại là voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Theo Animal Fact Guide, voi châu Phi là động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới, trọng lượng có thể lên 6 tấn dài đến 7,5m và cao đến 3,3m tính đến vai. Voi châu Á lớn thứ hai và voi rừng châu Phi nhỏ nhất trong ba loài. Thân voi vững chắc, ngà cong dài và tai to. Vòi voi linh hoạt là sự kết hợp giữa môi trên và mũi. Voi sử dụng voi để ngửi, hít thở, phát hiện sự chuyển động, vuốt ve voi con và cầm nắm các vật. Đầu voi gồm hai phần mở rộng, có tác dụng như những ngón tay, giúp chúng thực hiện các động tác khéo léo. Cả voi đực và cái đều có ngà, dù mọc sẵn từ khi sinh ra, ngà sữa bị dụng sau một năm và ngà vĩnh viễn mọc lên để thay thế. Những chiếc ngà sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của con voi. Tương tự voi, ngà được sử dụng trong rất nhiều hoạt động như đào bới, tìm kiếm thức ăn và đánh nhau. Hai chiếc tai của chúng cũng phục vụ nhiều mục đích. Diện tích bề mặt lớn giúp tỏa nhiệt thừa dưới ánh nắng mặt trời khắc nghiệt ở châu Phi. Đôi tai cũng dùng để giao tiếp, trong đó vẫy tai có thể là biểu hiện của sự hung hăng hoặc niềm vui. Chúng có khả năng nghe được âm thanh ở khoảng cách xa. Trung bình, một con voi có thể nghe thấy tiếng gọi của con voi khác cách đó 4 km. Trong điều kiện lý tưởng, phạm vi nghe có thể tăng lên đến 10 km. Việc giao tiếp rất quan trọng với loài voi. Chúng dựa vào mạng lưới xã hội để sinh tồn. Một đàn voi là một đơn vị xã hội, bao gồm các voi mẹ và voi con, những con cái trong họ hàng, dẫn đầu bởi một voi cái đầu đàn. Những con voi được thường rời đàn khi được khoảng 14 tuổi độ tuổi dậy thì chúng sẽ gia nhập một nhóm các con được khác và tìm kiếm bạn tình tiềm năng